Thưa quý vị, cứ đều đặn vào mỗi thứ năm và chủ nhật hàng tuần, hai lớp học miễn phí tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là mở cửa. Lớp học Chấp cánh ước mơ được gây dựng lên bởi sự chung tay của nhiều thầy cô giáo trong câu lạc bộ Chấp cánh ước mơ dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không quản ngại khó khăn, vất vả, những thầy cô đã dành giờ nghỉ, ngày nghỉ của mình để giúp các em có điều kiện ôn tập, trau dồi kiến thức. Cô Phạm Thị Kim Cương là tổ trưởng tổ ngữ văn trường trung học cơ sở Kim Đồng đã 25 năm gắn bó trên bục giảng. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn luôn bận rộn ở trường, cô đã thành lập câu lạc bộ với tên gọi Chấp cánh ước mơ, cùng các thầy cô giáo mở lớp dạy các môn toán văn Anh ngoài giờ học chính khóa, dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, là con của hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, không có điều kiện học thêm ở các trung tâm với mong muốn giúp đỡ các em tiếp thu các môn học tốt, để con đường đến trường của các em đỡ nhọc nhằn, vất vả so với các bạn bè cùng trang lứa. Không có mong muốn và khao khát gì lớn lao. Chúng tôi mong muốn đóng góp được thêm một phần nhỏ bé của mình đến với ngành, đóng góp cho xã hội. Mong rằng những điều tốt đẹp này sẽ được lan tỏa nhiều hơn đến với các phường khác. Cùng gặp nhau ở ý tưởng, các thầy cô giáo ở câu lạc bộ và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2 đã nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Lớp học khang trang dành cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 được ra đời tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng phường và duy trì đến nay. Con thấy các thầy cô ở đây dạy rất là dễ hiểu, tận tình với lại là cái lớp học. Thì ở đây con học thì con có rất là nhiều kiến thức mới mà con cảm thấy là con tự tin và con không có cần học các lớp học thêm khác nữa. Con có thể dễ hiểu các bài hơn và trên lớp thì con rất là tích cực xung phong. Cô đều đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc mở lớp học không đồng thì đó là một chủ trương, một cái tâm huyết của cô, thì nhà trường hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cô trong mọi cái điều kiện vừa hoàn thành cái nhiệm vụ công việc ở nhà trường và ở địa phương. Hiện tại lớp học có 2 lớp dành cho khối tiểu học và trung học cơ sở với 45 em học sinh theo học. Bằng sự nhiệt huyết, các thầy cô trong câu lạc bộ Chấp cánh ước mơ không chỉ lan tỏa niềm đam mê với nghề mà còn truyền lửa cảm hứng cho các thầy cô giáo trẻ và mọi người bằng công tác thiện nguyện nhân văn tại địa phương. Qua đó góp phần giúp các em có điều kiện ôn tập, trau dồi nắm vững kiến thức, tự tin vươn lên trong học tập, chấp cánh ước mơ cho các em trong cuộc sống.